Hey, chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh vlog của Hưng. Thì hôm nay còn đúng một con gà thả vườn, gà tre thả vườn ở nhà nè mọi người. Cho nên là Hưng với bố Hưng sẽ làm món gà nấu cà chua bắp chuối với rau ngò gai. Mời mọi người vào bếp với lại hai bố con của Hưng nha. Bây giờ mình cắt ít ngò gai nha mọi người. Cái ngò gai chút xíu mình nêm lên gà nha. Này, ngò gai mình thái thêm ít ớt nha mọi người. Tí xíu nữa mình để dành mình nêm canh chua. Nếu mình phi nha mọi người, phi hành cho nó thơm nha. Bây giờ nước nó sôi rồi nha mọi người, bây giờ mình thả gà vô ha. Thả gà vào. Trong lúc mà mình đợi gà nó chín á mọi người, giờ mình đi chuẩn bị cái gia vị nấu canh chua nha. Bây giờ mình rửa ngò gai cho sạch nha mọi người, sau đó mình tắt ra để tí xíu nữa mình dành mình nêm nếm ha. Thì cái nguyên liệu của mình thì gồm có bắp chuối nè, rau ngò gai, ớt với lại me. Hưng đã chuẩn bị xong rồi nha mọi người, gà nó cũng đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ Hưng bỏ cái nước me vào nha, cho bắp chuối vào. Đây là mọi người, con vịt xiêm ở nhà nó đẻ ra nè mọi người. Mình làm ba cái trứng nha. Nãy giờ hai bố con cũng làm xong cái món gà nấu bắp với lại bắp chuối trứng kho nha mọi người. Bây giờ hai bố con mời mọi người dùng chung với hai bố con nha. Rồi, hai mọi người dùng chung nha. Mời tất cả mọi người dùng nha. Cái mùa mà nắng này mà mình ăn được cái tổ canh chua mà gà nấu me này là có gì bằng ha. Dạ. Ngon lành. Được rồi. Làm ra mình nấu canh chua này đó là như vậy, mình nấu với me ăn được. Còn hồi xưa đó ông bà mình xưa là nấu bằng là con mẹ, cái bắp chuối là nấu bất cứ cái cá hoặc là lươn hay là cái là tôm tép gì đó cũng phải là nấu con mẹ. Mà me hồi xưa nhiều lắm mà ít có nấu me, nấu con mẹ ăn ăn cái gì nó đậm đà nó còn ngon hơn me đó. Nếu mà trong cái mùa hè nắng nóng được á, mình ăn được một bên tổ cái chua, còn nó đủ cái nước mình ăn nó kích thích cái khẩu vị mình ăn nhiều, rồi mình trang nước canh rồi mình ăn mình rút nước canh còn nhiều vô, còn cái nước nó đưa vô cái cơ thể mình rất là thoải mái, mà có bằng nhiều cái chất bổ mình nấu trong cái tổ á, rất là thịt gà tre nó cũng mềm bốc. Mời tất cả mọi người, mời mọi người nhé.
rất là ngon. Dưới trứng. Quá nhiều, mấy con thêm cho ba con. Ngon quá. Mình ăn hồi ra coi nè, tay chân ướt rồi nè, nó dày rồi. Tiếp tục nha Trang vô, đó. Ngon quá. Bữa nay bố con mình ăn phải nói cho ta ngon lành ha. Ừ. Vậy mới được. Tuyệt vời. Ăn rồi mới hương vị nó đậm đà ha, tất cả các đồ ăn gì mình ăn mà hạp. Mọi người ơi, video của hai bố con đến nay cũng khá dài rồi mọi người. Nếu mọi người yêu quý hai bố con, xin cho hai bố con một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh nha. Chào tạm biệt mọi người. Món ăn ăn sao mà ngon quá ngon luôn, ăn mà đến khi chào mọi người mà chưa buông chén chú được nha. Chào mọi người, ăn ngon á.